Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Trái phải. Rồi đếm đi. 1, 2, 3. 2, 3. Không lẽ tôi ăn nhỏ em rồi đúng không? Đúng chưa? Thôi, có anh luôn. Anh thôi, thôi, thôi. Hai ba. Hai ba. Một, hai, ba. Hai, ba. Hai, ba. Đây mà sao em thua được? Cái trò này em chơi tương đối tốt. Không lẽ tôi ăn Vinh mà tôi không ăn Vinh? Đây là trò chơi cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Đây, trò chơi vô cùng đơn giản. Sẽ có 3 cặp chơi. Chúng ta sẽ chơi các thể loại 1, 2, 3, trái phải hoặc trên dưới. Hả? Còn là những môn sở trường của tôi không? Nếu như đội mình thua thì đội bạn lập tức hất nước, hất nước vào mặt mình. Nhưng đội đội mình sẽ cứu mình. Đồng đội của mình sẽ ngồi đây nè, cầm che chắn cho mình. Dạ, yeah, coi họ... một cái nước nó đỡ hơn cái nắp nha. Cái nắp vô mặt mới mệt đó. Nếu họ thích thì họ che như thế này. Nếu họ buồn, họ che như thế này. Là cái mặt mình ăn hết. Là cái mặt mình ăn hết. Ok. Anh bởi vì cái nắp vô mặt em quýnh liền luôn á. Em hay bị liệu lắm, dù thấy nó lẹo quýnh. Vậy thì em ngồi che cho Ninh Dương Lan Ngọc đi. Rồi, sẵn sàng chưa? Hãy chơi trên dưới trái phải. Trên dưới trái phải. Chọn cái nào? Trên dưới trái phải. Trái phải thôi. Ý là trên dưới phải. Hoặc là trái phải á. Trên dưới. Kỳ thì trên dưới. Trên dưới hay trái phải? Trên dưới. Hay quả tôi xì? Trên dưới. Ủa sao anh nắm chắc? Tôi nắm chắc Lan Ngọc thua. Lan Ngọc thua. Đâu? 1, 2, 3. Khoan, cái gì mà? Ủa Vinh, Vinh. Anh là vậy. Ờ, Vinh làm vậy là sao? Không, em vẫn cần một ly nước của anh Vinh. Tại vì anh Vinh sai, em xin phép. Không, em mình đừng thấy vô mình hết. Mình đừng đỡ đi. Dạ rồi, quả anh em đúng không? Rồi. Anh Vinh thua một lượt rồi. Anh em. 1, 2. Ủa sao bên kia không tạc? Bây giờ mới tạc nè. Không mấy mình lên, đừng có che nước. Lên nước. Rồi còn một lượt nữa để phân thắng bại. 1, 2, 3. Ok. Ok. 2, 3. Ôi. Là cuối cùng là anh hay là Phát đỡ cho em? Anh tính chụp mà Phát tính chụp theo. Không anh, em thấy anh ngồi coi kịch không à? Anh không thôi, đỡ luôn. Cảm ơn, gì cảm ơn. Chưa còn bên đây nữa mà, em mới làm lại vô rồi. Sao có 3 lượt vậy? Hình như lượt chưa hiểu sao. Để phân thắng bại thôi, lượt qua đi. Tôi có một cái bệnh là bệnh nghe lời. Có nghĩa là tôi không thể chơi trái phải lên xuống được. Tại vì nếu mà lên xuống là tôi lên theo hết. Cái, cho nên nếu cái. Thương tôi, chúng ta sẵn tôi xì. Không được. Dạ, không. Em hơn thua. Vậy thì trái phải. Dạ, trái phải. Trái nhanh. Trái là bên nào? Bên này hả? Bây giờ nó anh chụp mấy đứa đây anh. Mình phải phân đúng không anh? Ai chơi trước? Ai lên xuống đi. Quảnh tôi xì. Ai là người chơi trước? Tôi. Anh chơi với Hoa Hậu ta, anh không nhường được cái gì. Không có nhường. Lên xuống đi. Không, cái này trái phải. Một là qua đây, hai là qua đây thôi. Sát vô. Hoa Hậu sát vô. Wow, bỏ video ra. Em cùng chiều là em thua. Dạ. Em phải nghịch chiều. Em biết chơi trò này không? Dạ không. Tôi qua bên nào em qua bên đó là em thắng. Dạ. Ok. Là em thua. Là em thua. Ok. Nè, khi thấy người ta ngược là phải chụp liền. Chứ không phải cái tay chụp cái này. Ủa là giống trái. Cái tay phải cái này. Mình nhát quá. Đây nè. Nhát quá. Lạnh. Anh đứng anh bị lạnh rồi nè. Dạ.
Sáng vô. Sáng cái mặt vô cái tay, đúng rồi, đi với con. Anh tát. Sáng vô. Một, hai, ba. Hai, ba. Sáng, xí, xí, bé Mọc, tự nhiên em nhào vô chi, tạt lại. Tạt lại luôn. Đúng rồi, tạt lại. Tạt lại hả? Anh đâu có quyền anh này. Anh đâu có quyền. Anh không có quyền này. Đúng. Tự nhiên không người phải. Ta thắng cái tính tạc người ta. Em tưởng là cùng bé này. Rồi Khánh Vân làm lại. Alo. Dẹp cái micro đây. Micro đâu? Quên đó. Anh cầm á. Alo. Một. Sao á? Khoan. Dạ. Anh đếm anh. Tiếng lực là phải chát vô. Thú liễu. Có gì rút cái micro làm gì? Không, không chát đâu. Em đặt cái này em cầm đặt. Lắp dắp rồi, lắp dắp rồi. Ê, hey, hey. Một, hai, ba. Hai, ba. Sorry. Xin lỗi em. Anh, anh cũng phải thủ cái này. Anh quên, anh lo thắng không à? Rồi, đang về nhau. Cặp hồi nãy là Trương Thế Minh thắng. Còn một cái nữa. Để cho một phát. Rồi. Cái nữa còn cái để tôi. Cặp nãy Trương Thế Minh thắng. Cặp này thì chưa có ai thắng nè. Bây giờ là lượt cuối dành cho Tiến Lực. Cố lên sao lượt. Sao tự nhiên em lạnh quá vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Một, hai, ba. 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 Hai, ba. Ê, chưa, chưa. Bé chưa quay. Không, bé chưa quay. Phải hai ly cho hai người. Đúng rồi, bé chưa quay. Anh phải hất lại. Phải hất lại. Cất micro ra. Mà anh làm gì mà con bé nó lắc kìa. Em bị liệu. Em thấy anh em bị liệu. Áp lực quá tới tôi rồi, áp lực quá. Đúng rồi. Yeah. Em bị liệu. Tôi thắng là đang huề đó. À, hai đội đang có tỷ số huề. Với tôi với anh trai Vĩnh Long này. Dạ, chào chị gái Bình Lợi ha. Anh muốn ở trên dưới rồi trái phải. Chị thích trên hay thích dưới? Tôi khoái trên dưới à. Trên dưới ha. Dưới. Chị thích thì tôi chiều. Còn chị khiều thì tôi né. Rồi. Một và mắt anh nhìn thẳng vô tay tôi nghe hai ba. Hai ba. Đúng rồi, ngược lại. Đúng rồi. À, tôi đúng rồi chị ơi. Đúng rồi, tôi đúng mà. Ủa anh đúng. Gặp ba chiếc xe chua cay này. giờ là biết ai đúng cái gì vậy? Ủa mày nãy ai tạt vậy? Tôi. Là tôi. Không kịp em cứ tưởng chị thắng. Hoa hậu ơi, hoa hậu mình chơi là một là cầm cái này, hai là cầm cái này. Sao hai tay cầm hai cái vậy hoa hậu? Thôi cầm luôn cái bàn đi hoa hậu. Một hai ba đi. Tôi phun vô tay anh nè. Rồi, một, hai. Bắt cái gì em làm trước. Bắt cái gì em làm trước. Tự nhiên làm trước. Em theo xuống lẹ mặt rồi. Miếng chết rồi. Dụ thôi, tôi tỉ dụ. Đây, bà này cũng bà liệu mà yên tâm đi. Bà này bà liệu nhất luôn nè. Mà yên tâm đi. Một, hai. Ủa sao đứng yên? Không phải, chưa đếm mà. Đúng rồi, không phải, chơi gì không chơi được. Chơi phải đúng nhịp. Đúng nhịp chứ. 1, 2, 8, 5, 6, 7, 3 ai chơi được. Nè, 1, 2, 3. Đúng rồi. Vô vậy. Nói gì? Đứng vô. Tôi không tạt, tôi pha nguyên cái ly vô luôn. Micro phát, nói chị đi phát. Lại nhá. Đưa đây, chị để cho. Chị ơi, chị. Đưa micro đây, chị để cho em dễ nói.
em để vậy hồi sao thế đâu tôi tạt. Tạt vô vô. Tạt vô nè. Không biết được tạt vô nè. Hỏi hỏi nhà đâu rồi đó. Hát bài hát rồi đó. Rồi nè. Một. Hai. Hai ngưng lâu. Tôi kể em một. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Hay quá. Là sao? Ok. Quay, quay, quay. Rồi, bây giờ cái cuối nè. Đúng rồi, quê. Vậy cái cuối, cái cuối, cái cuối, cái cuối, cái em, cố gắng em. Không còn con sông rồi. Để anh qua đó đi cho dễ. Làm gì còn cái gì mà đỡ nữa. Để bắt máy lại. Ba. Ủa nghe được mà. Chúng tôi thắng. Thắng à? Đúng vậy. Tôi thắng hay sao? Không, ý là đợi mình thắng hả? Đúng mời, vậy. Mời mà anh Giang. Chẳng lẽ chúng tôi ước mà anh không Giang ước? Giang và Ngọc. Ôi. Bước vô. Mỗi đứa lì luôn. Ok, giờ đem Giang. Yên tâm đi, có em. Trái không. Phải ở trên dưới. Đây em chọn. Không có né nha, ngồi im nha. Thua là chung đàng hoàng. Bỏ biết cho bỏ biết em giữ cái đầu ảnh rồi sao né. Trên dưới là phải vậy. Này hệ tâm linh thôi, em đều nha. Ai đếm, ai đếm, ai đếm. Tôi đếm chưa? Tôi là tôi. Ai trời này em đi. Em đếm. Lại, lại. Yeah. Một, hai, ba. Gỡ lại, gỡ lại anh, gỡ lại. Không ngờ lần ra sân này ước gì đừng ra sân. Thà là dự bị với mấy đứa em mà an toàn. Thôi xong rồi, cảm ơn mọi người. Ủa chơi kỳ vậy, em chơi con lượt, em thích con lượt hả? Đúng rồi. Tại anh cho em đi trước. Anh phải gỡ lại chứ. Thôi, em nó thấy mình bị gì nó vui là mình cũng hạnh phúc. Anh sợ anh gỡ lại anh thua nữa hay gì? Không có. Có, anh sợ. Anh đâu có sợ gì. Dân ơi, tới em. Cho anh Giang gỡ lại một cái thôi. Dạ. Đó là bé Dân đó. Trên dưới hay tay hay dưới nào? Dạ, trên dưới. Anh bánh tu si, tùy chọn. Trên dưới, dạ. Một, hai, ba. Đây, đây mới là thánh liệu nè. Tôi chờ hai đứa em mình thua tôi tức. Tức mấy đứa ăn hồi. Em tức anh á. Mấy vô, mấy vô, mấy, nhà vô. Vô, 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 vô. Vô. Mấy em gái kêu gì là anh làm đó à? Quán tôi xì, quán tôi xì. Bỏ cái ly đi, thua là một quán tôi xì. Không được hỏi là quán tôi xì. Là gì? Ra cây búa. Ok, một, hai. Là gì? Là về. Là ra cái gì? Là cái kéo. Hai, ba. Hổ lên xuống em ơi, hổ lên xuống em ơi. Trời chơi dở dữ vậy trời. Trời ơi, không ngờ luôn á trời. Gì em? Thiệt luôn á. Em có hôn thua là từ lúc anh vô đội em tới bây giờ luôn. Anh tạo tiếng cười thôi chứ anh muốn thắng thẳng à. Em tới đâu? Anh vô đây, anh vô đây. À, okay. Nước, nước, nước. Rồi, vậy em muốn sao? Anh muốn sao em chịu cái đó. Trái trước. Em tức anh quá à. Trái phải hay sao? Trái phải. Rồi đếm đi. Một, hai, ba. Hai, ba. Micro, micro. Micro, micro.
không lẽ tôi ăn nhỏ em tôi đúng không? Đúng chưa? Không có anh Luật, anh thôi thôi thôi. Không, anh Luật không, buông tha cho tôi. Anh Luật vô đây. Tôi không thể hơn thua dài, không thể hơn thua là bị già đúng không? Vô đây. Mời tao Luật. Tôi. Ông bị liệu gỡ nè luôn. Mời Tiến Luật. Giờ chọn đi, quảnh tù xì hay trai hải trên dưới. Quảnh tù xì. Rồi chuẩn bị, ra gì? Ra cái kéo. Hai ba. Hai ba. Không lẽ giờ tôi ăn bạn tôi đúng không? Được, Trương Thế Vinh, mời Trương Thế Vinh. Mời Trương Thế Vinh. Mời Trương Thế Vinh. 1, 2, 3. Rồi, anh làm trước. Một lần một nha. Một lần duy nhất thôi ạ. Anh Vinh, đừng có run. Cái giày hay thua lắm nè. Cái giày hay thua lắm. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Cái này mà sao em thua được? Cái trò này em chơi tương đối tốt. Không lẽ tôi ăn Vinh mà tôi không ăn Vinh? À, thưa quý vị thân mến, tôi đã nhận lấy hậu quả rồi. Hậu quả rồi. 2, 3. Vô không kịp. Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua, còn tôi hình phạt tôi đã nhận rồi. Cảm ơn, xin cảm ơn. Bây giờ là hình phạt của buổi tối ngày hôm nay. Bên đây hai người, bên đây hai người. Hai người còn lại đứng ở đây và chờ. Nhiệm vụ của đội mình là làm một tính cộng đáp án. MC sẽ đưa ra đội nào mang hai con số cộng đặt vào đó đúng đáp án của chương trình đưa ra trước đội thắng. Hai người còn lại chỉ chực chờ cơ hội. Đội mình vừa thắng một phát là đẩy một số nước nhất định vào thành viên của đội đối phương. Ok. Yeah. Yeah. Tôi đứng đây. Sức thì để tụi anh cộng đi. Phải chia ra. Sẵn sàng chưa? Từ từ khoan, mình đội tôi chưa có hiểu. Hai chị, đáp án MC sẽ đưa ra. Rồi. Thí dụ MC kêu 5 thì không. 15 thì ở đây là 8 với 7 là 15. Đúng rồi. Đúng không anh? Có những đáp án có rất nhiều cách. Đúng rồi. 96 là có thể 96. 8, 7, 9, 6, 10 năm. Đúng rồi đó. 10 năm làm gì có con số 9 là hết rồi. Đúng thôi chứ. Bây giờ cặp đầu tiên bên này lên. Mà te tô thì dưới này cũng phải te tô thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu gì vậy? Bắt đầu anh phải đọc số. Thì ở cái tên cứ vô đi, chuyện kiện người ta. Lương. Lương gì? Em. Quá lương. Ê, trời chị. Trời chị. Trời chị. 12. 1, lương. Chị bé nè, chị giả. 12 kìa. Chị giả đi nè, chị phá nó ra. Chính với bà. Đâu đã. Cái gì vậy con? 84 kìa. Không có 8 thì em lên đây có 8 mà chết. Quay ra đây có 8. Không hiểu. Không quá. Tại vì xé hết rồi. Vẫn chưa gây ngắn, chưa đúng. Lấy ra. Đúng rồi. Dạ ơi, đâu cần phải 84 người phải bu vô số đó. Chính nè chị giả, chính nè. Chính nè giả, ba nè giả. Chị giả con số 3 anh đi. Luôn. Chị coi chừng anh luôn, chạy coi chừng anh luôn. Đúng rồi. Chưa, chưa, chưa. Đang bị ngược đầu, con số 5 hồi nãy bị ngược.
Không, sắp được hết đó. Chạy ơi, chạy ơi. Dạ. Tôi bỏ cái bông. Đừng sợ. Dũng cảm lên em. Đừng sợ gì hết. Chứ bà chị giả cầu rồi. Giật ra đi anh Minh ơi. Giật ra. Giật ra. Giật ra. Trời ơi, số 8, số 4 mày đụng vô luôn kìa. Không được. Thả ra một cái là mọi chị giả theo luôn. Mấy số 8 chị giả đi đi chị giả. Chị giả. Thiên Ân chính xác. Vinh là người. Đức Miro rồi, Đức Miro rồi. Tôi bị Đức Miro cho tôi mà chưa đâu mà lại. Không ra. Nó hư luôn rồi. Con không biết nó lộn thì phải lật lại con số đó luôn. Thành phố nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của duyên mình, rồi từ đó mình cách xa giữ tình thế. Lạ lùng quá, giọng anh Vinh hát mấy cái bài thất tình hay ghê luôn. Hay quá. Hát sao mà ông Ngọc ngủ luôn. Đây, máy đang chạy. Tay nắm tay trên đường không còn lạnh lùng không.
Nhìn mặt chị là khó hát luôn. 1, 2, 3. Nhìn em như lúc trăng giữa thành phố mong mong. Người đời khi thấy em bao nhiêu đau nhau. Anh thích em như vậy, không sao 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 sao. Anh luôn thích em như vậy, không biết điều xa quá. Anh có mua gì cho bạn thân xinh xinh. Anh thích em cười luôn là cười mong mong. Kinh nghiệm là thôi, thoải mái là tốt nhất. Có nghĩa là những mùa trước thì nhiều khi mình hơi áp lực, mình hơi nghĩ phải thế này, phải thế kia. Thì nhiều khi cái thời gian đầu nó không được thoải mái lắm. Nhưng mà luôn nghĩ là đối với mùa này thì cái mối quan hệ của mình với tất cả anh chị em càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng thân thiết hơn. Thì cái chuyện là mình hãy thoải mái nó sẽ đem đến nhiều sự vui vẻ và tiếng cười nhiều hơn cho khán giả. Mình hãy thoải mái nó sẽ đem đến nhiều sự vui vẻ và tiếng cười nhiều hơn cho khán giả. Tiếng cười nhiều hơn cho khán giả. Anh ấn tượng với ai nhất trong dàn cast bảy nụ? Mỗi người một đặc tính riêng, một nét riêng biệt, không thể pha trộn với tất cả nhiều người. Mà tôi luôn nghĩ là nếu để chọn một người hơi khó đó. Nhưng mà luôn khoái anh Tiến Lực. Anh Tiến Lực. Wow. Anh có một cái gì đó mà anh có một cái gì đó mà nó đem cho người ta luôn luôn hoài nghi về việc là anh có đang giúp đỡ mình hay không. Có thể là anh đang tính giúp mình đó, nhưng mà đôi khi anh sẽ không giúp mình nữa. Nói chung là nó không biết trước được. Đối với anh Tiến Lực là một một ẩn số luôn luôn có nhiều điều bất ngờ. Trong hai mùa trước có ai trong dàn cast khác với tưởng tượng của anh không? Có chị Dạ. Nói chung vô là tưởng là chị cũng đầm thắm, phụ nữ mà cũng phải biết đầm thắm nhẹ nhàng. Nhưng không, chị là hết tay hết chân, vung tay quá tráng. Nói chung là chị chơi hết mình lắm. Thậm chí là bất... Trời, chắc chị nhắc cái chị là nổ đùng 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 vậy đó. Dạ là một người mà mình nghĩ là ngoài cái suy nghĩ mình nhiều nhất. Nói chung là chị rất là hết mình và không có kiểu như là e dè về chừng gì đó. Nói chung là rất là thoải mái. Lần này anh muốn chung đội với những ai? Lần trước là chung mới lần gần đây nhất là chung đội với Thúy Ngân và Ninh Dương Lan Ngọc. Lần này thua anh được đó, mình thắng đi. Thua nha, thua sắp mặt nha. Lần này thì thử qua đội của anh Đường Băng xem nó như thế nào. Vì Song Luân thì tinh thần thì rất trẻ nhưng độ tuổi thì nó cũng không còn trẻ lắm. Cho nên là mình nghĩ là lúc này mình nên về đội của những anh em U40, U50 thì nó phù hợp hơn. Chắc là anh Vinh, anh Luật với anh là gọi là quá là xuất sắc khi mà có một cái đồ hình như vậy, nó quá ấy đi. Còn bên kia là nữ, lần này là nam nữ tranh phùng. Không ta. Sắp xếp thứ tự dàn cast theo độ chơi dơ. Chơi dơ, Ngọc dơ nhất rồi, không ai dơ lại đâu. Ngọc. Ngọc là chơi ăn gian nữa. Này đừng, cái này gửi riêng tin nhắn cho Ngọc đi. Ngọc là ăn gian lắm. Theo
có thể là lúc trước là luôn không có luôn với Ngọc với lại Ngân không có thắng, là đôi khi là cái tần số nó bị khác, hiểu không? Cái tần số của người chơi ngay thẳng và cái người chơi lương lẹo thì nó sẽ khác nhau. Ngọc nó dễ cho nên nó bị khục khoặc, cho nên là nó ấy lắm, hiểu không? Ngôn ngữ mà nó hoa mỹ chút xíu, nó tích cực thì là Ngọc rất là toan tính. Ngọc rất là tính toán. Không phải, Ngọc rất là mưu mô. Ngọc mưu mẹo. Ngọc thông minh, sáng dạ. Đó, thì có nhiều cách chơi. Đó, rồi sau đó là đến sự bất chấp, sự gọi là vùng lên của phụ nữ là chị dạ. Rồi đến anh Đường Băng bác. Đó là một cái ẩn số khó đoán, mình không biết được là anh sẽ làm chuyện gì. Đôi khi anh phản đứa nhà luôn, mình cũng không biết, đúng không? Thì đó, rồi rồi đến Thúy Ngân trong vắt, đúng không? Trong veo. Đó, Thúy Ngân là trong lắm. Ở mức flexible đó, nhưng là dễ thương, ai cũng qua đội nào cũng hợp. Ngân là đúng kiểu giống như là dâu chăm họ đó. Đó, thì cứ qua bên này cũng được, qua bên này cũng được. Rồi đến một cái người mà vai to, cơ bắp, lực điền và trường phu, đúng không? Trường phu là từ tích cực, đúng không? Đúng, đúng. Trường phu, mấy cái này cắt được không? Nhưng mà đừng cắt. Trường phu, rồi quân tử, đó. Đố em anh nhắc đến ai? Anh Kim Thế Vinh. Không, anh Trường Giang. Sao mà đó được? Sao mà đó được? Chôn chôn Việt Nam, chôn Việt Nam. Không, anh Trường Thế Vinh. Và mình là khách mời thì mình nghĩ là đã có một người sức mạnh rồi, trượng nghĩa rồi, quân tử rồi, thì cần có một người phải trung hòa. Đó, trung hòa là tôi. Là tôi. Sao mà đó được? Sẽ trung hòa hai cái người đó lại. Nếu lần này vẫn chung đội với Lan Ngọc và Thúy Ngân thì sao ạ? Quẻ nha. Quẻ tèo. Không sao, số phận mình đưa đi đâu thì mình sẽ chấp nhận như vậy. Nhưng mà mình chung rồi thì mình cũng sẽ hòa tan thôi, yên tâm. Anh có sợ trò chơi nào trong bảy nụ không? Anh nghĩ là nếu mà ai mà sợ trò chơi nào rồi đó thì sẽ sợ hết đó, cho nên chắc anh không sợ đâu. Trên đời anh có sợ đúng thứ thôi mà anh. Ê, có khi nào hôm nay cái đó không ta? Cái gì? Anh sợ mấy con bò sát, con tắc kè, con thục. Ừ, cái đó là thôi anh thua luôn á, anh không chơi đâu. Thua. Không, em làm gì rồi? Chết anh, không nên. Giờ anh không sợ, nhưng mà chỉ sợ cái đó. Đừng có cho anh đụng vô mấy con đó, anh sợ lắm. Sợ thiệt. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.